Sáng ngày 8 tháng 6, Hội Người Khuyết Tật xã Hoàng Hoa Thám tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự có đại diện Hội Người Khuyết Tật tỉnh, thị xã Chi Linh, một số phòng ban ngành thị xã. Theo số liệu điều tra khảo sát của ngành lao động thương binh xã hội, toàn thị xã hiện có gần 3.000 người khuyết tật, trong đó riêng xã Hoàng Hoa Thám có 57 người. Đời sống của những người khuyết tật gặp nhiều khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Họ rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm. Nhằm giúp đỡ những đối tượng yếu thế trong xã hội, sau một thời gian vận động, ban vận động thành lập Hội Người Khuyết Tật xã đã vận động được 43 người tham gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Chi Linh đã ký quyết định cho phép thành lập Hội Người Khuyết Tật xã Hoàng Hoa Thám. Hội ra đời đáp ứng nguyện vọng của người khuyết tật cư trú trên địa bàn có một tổ chức hội, tạo điều kiện để họ tham gia vào các hoạt động xã hội, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đại hội Hội Người Khuyết Tật xã Hoàng Hoa Thám lần thứ nhất đã thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự ủng hộ giúp đỡ từ cộng đồng xã hội với người khuyết tật, xây dựng kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên mới, làm tốt công tác điều tra khảo sát đời sống và các nhu cầu của người khuyết tật, từ đó xây dựng và tổ chức các hoạt động trợ giúp phù hợp, mở rộng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, đồng thời đa dạng hóa các hình thức xây dựng quỹ hội để có nguồn lực thực hiện các hoạt động trợ giúp.